Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Cuộc sống 24 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Hôm nay thứ tư ngày 11 tháng 1 năm 2017. Tôi là biên tập viên Nhật Minh. Còn tôi là biên tập viên Thúy Dương. Như thường lệ, mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những nội dung đáng chú ý. Đợt gió lạnh đang hoành hành tại châu Âu kể từ giữa tuần trước đang tiếp tục gây ra thiệt hại về người với 6 nạn nhân mới tại Ba Lan. Phản hồi tích cực từ học sinh, giáo viên tiểu học sau một học kỳ áp dụng cách đánh giá học sinh theo thông tư 22 thay thế cho thông tư 30. Bonsai Bay, vật phẩm độc đáo dùng làm quà, đang gây sốt dịp Tết năm nay. 10 ngày sau khi được triển khai ở Hà Nội, buýt nhanh BRT liệu chỉ là một thử nghiệm sớm nở tối tàn hay thực sự là lời giải cho giao thông công cộng tại các đô thị lớn? Cặp gỡ robot được xem là xinh đẹp nhất từ trước đến nay vừa được các nhà khoa học Trung Quốc chế tạo. Độc đáo cuộc tranh tài bơi lội trên tuyết ở Mỹ. Đợt gió lạnh đang hoành hành tại châu Âu kể từ giữa tuần trước đang tiếp tục gây ra thiệt hại về người với 6 nạn nhân mới tại Ba Lan và cùng con số người thiệt mạng như vậy được ghi nhận tại Romania, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng vì giá rét lên đến 52 người. Theo thông tin từ Trung tâm An ninh Quốc gia Ba Lan, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt giá lạnh lần này, ghi nhận nhiệt độ xuống tới âm 20 độ C ở một số khu vực. Tại Romania, theo thông báo của Bộ Y tế nước này, trong thống kê chính thức đầu tiên, trên toàn quốc đã có 6 người tử vong vì cơ thể bị hạ nhiệt bất thường trong vòng 6 ngày qua. Từ ngày 10 tháng 1, toàn lãnh thổ Romania được đặt trong tình trạng cảnh báo về nhiệt độ băng giá. Nhiệt độ đo được tại Romania xuống tới âm 32 độ ở miền trung đất nước. Nhiệt độ xuống quá thấp đã khiến cho các trường học ở thủ đô Bucharest và vùng Constanta phía đông nam phải đóng cửa. Lưu thông trên sông Danube đã phải tạm dừng kể từ ngày 10 tháng 1, cho đến khi có thông báo mới do các khối băng hình thành trên sông. Các bến cảng trên Biển Đen cũng phải đóng cửa trong ngày 10 tháng 1 vì sóng to gió lớn. Đêm qua mùng 10 tháng 1, ít nhất một người thiệt mạng và 10 người đã bị thương khi một mái vòm của nhà thờ bị sập tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Nguyên nhân được cho là do tuyết trên mái nhà quá nặng dẫn đến sập. Những hình ảnh được truyền thông địa phương ghi lại cho thấy lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải cứu các nạn nhân và tìm kiếm những ai còn mắc kẹt. Trận bão tuyết bắt đầu từ đêm thứ 6 tuần trước và buộc giới chức địa phương phải đóng cửa eo biển chiến lược Bosphorus. Hàng loạt chuyến bay đến và đi tại nhiều sân bay tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bị hủy. Giao thông đường bộ cũng bị trì trệ khi nhiều tuyến đường cao tốc phải tạm đóng cửa để đảm bảo an toàn. Giá rét và tuyết rơi dày được đánh giá là tồi tệ nhất tại Istanbul kể từ năm 2009, sẽ kéo dài cho đến hết ngày hôm nay 11 tháng 1. Hãng thông tấn Anh Reuters vào rạng sáng ngày hôm nay 11 tháng 1 đưa tin đã có ít nhất 11 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong một tai nạn sập cầu treo tại Colombia. Theo thông tin từ cơ quan chức năng địa phương, vụ tai nạn xảy ra tại một khu vực ngoại ô gần thị trấn Villa Piensico, vốn là một điểm du lịch được ưa chuộng. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có nhiều người chưa tới tuổi vị thành niên, trong đó có một em bé 18 tháng tuổi. Thông tin ban đầu cho biết, trong số các nạn nhân thiệt mạng, 7 người chết ngay tại hiện trường và 4 người khác tử vong do thương tích nghiêm trọng. Trong khi đó, theo hãng tin Pháp AFP, rạng sáng ngày hôm nay 11 tháng 1, các máy bay chiến đấu của Liên quân Ả Rập do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã không kích một trường học cơ sở tại quận Nêm, cách thủ đô Sana'a của Yemen khoảng 25 km về phía đông bắc, khiến ít nhất 8 học sinh thiệt mạng và 15 học sinh khác bị thương nghiêm trọng. Lực lượng cứu hộ cho biết các chiến dịch tìm kiếm đang diễn ra, trong khi hàng chục học sinh khác vẫn bị kẹt dưới đống đổ nát. Ngôi trường đã bị phá hủy hoàn toàn. Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt vụ không kích gây thương vong dân thường kể từ khi cuộc chiến tại Yemen bắt đầu vào tháng 3 năm 2015. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa công bố báo cáo mới cho thấy hút thuốc lá khiến cho các nền kinh tế thế giới thiệt hại tới 1.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm do phải chi tiêu cho lĩnh vực y tế và năng suất lao động bị giảm sút. Báo cáo này của WHO phản bác lại những luận điểm cho rằng kiểm soát hoạt động sản xuất thuốc lá gây phương hại cho các nền kinh tế. Theo WHO, báo cáo này đã đưa ra các dữ liệu để chứng minh rằng nhiều mạng sống của con người được cứu rỗi và các nền kinh tế có thể thịnh vượng nếu như các chính phủ thực thi những biện pháp không hề tốn kém.
Những biện pháp này bao gồm tăng thuế và tăng giá đối với các sản phẩm thuốc lá. Trong bối cảnh thế giới có khoảng 1,1 tỷ người ở độ tuổi từ 15 trở lên hút thuốc lá, chỉ cần áp thuế 0,8 đô la Mỹ đối với mỗi bao thuốc cũng sẽ đem lại nguồn thu là 140 tỷ đô la Mỹ cho toàn cầu. Mức thuế này cũng sẽ khiến giá thuốc lá trung bình tăng thêm 42%, dẫn đến kết quả là số người hút thuốc sẽ giảm tới 66 triệu người, hay tương đương 9%. Theo báo cáo, nếu không thi hành những biện pháp nêu trên, tới năm 2030 sẽ có thêm 2 triệu người, tăng từ 6 lên 8 triệu người có nguy cơ tử vong do thuốc lá và các sản phẩm có liên quan. Những ngày gần đây, một hình ảnh bài văn chữ xấu đến mức không thể đọc được đạt điểm 4 đã lan truyền trên các trang mạng xã hội. Được biết đây là một bài văn từ đầu năm học của một học sinh trường Trung học cơ sở Phùng Xá, huyện Thạch Thất của Hà Nội. Hiệu trưởng trường cho biết học sinh này viết chữ xấu vì có biểu hiện chán học, muốn được nghỉ học. Trao đổi với phóng viên VTC, ông Nguyễn Văn Xuân, hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong 27 năm dạy học của mình, ông cũng chưa từng gặp học sinh nào có kiểu chữ nghiêng về bên trái và xấu như thế này, dù học sinh viết bằng tay phải. Người bình thường đọc sẽ rất khó, nhưng các thầy cô giáo dạy học sinh này thì đã quen với cách viết nên vẫn đọc được và chấm cho học sinh được điểm 4, dù phải mất hơn một tiếng mới đọc xong bài văn. Trước đây, chữ của học sinh không đến mức xấu như thế này, nhưng vài tháng gần đây, học sinh có biểu hiện chán học, sa sút chềnh mảng, học ngày càng kém đi và viết chữ ẩu hơn rất nhiều. Gia đình và nhà trường cũng đang kết hợp để động viên tinh thần của học sinh để em chịu đi học lại, ít nhất hoàn thành được bậc học trung học cơ sở. Trước những băn khoăn của thầy và trò về thông tư 30 khiến cho giáo viên gặp khó khi phải thường xuyên nhận xét cho học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sửa đổi bổ sung thêm thông tư 22. Và sau một học kỳ đầu áp dụng, việc thay đổi cách đánh giá học sinh tiểu học đã nhận được phản hồi tích cực, giúp giảm áp lực cho giáo viên, tạo môi trường giáo dục học mà chơi, chơi mà học cho các em. Sân trường, lớp học được các em học sinh tự mình dọn dẹp trước mỗi giờ học. Những chiếc chổi được treo ngay ngắn tại hành lang. Sách vở, vật dụng cá nhân trước giờ ra chơi được các em sắp xếp gọn gàng, tự phục vụ, tự quản là một trong 18 tiêu chí để đánh giá các em đã hoàn thành hay chưa trong suốt một năm học. Các bạn trong trường làm những việc như là quét lớp, quét trường và lau bàn ghế nữa ạ. Thông tư 22 nhằm sửa đổi và bổ sung thông tư 30 về đánh giá năng lực học sinh tiểu học. Ở thông tư này, các mục đánh giá học sinh được chia nhỏ ra với tiêu chí về năng lực và phẩm chất, tự học tốt, tự phục vụ, tự quản tốt, giao tiếp hợp tác tốt, chăm làm. Đây sẽ là một trong những thước đo đánh giá học sinh đã hoàn thành hay chưa trong suốt năm học. Thông tư 22 đã khắc phục được điều này, đó là đưa ra cho giáo viên những tiêu chí cụ thể, gợi ý những tiêu chí như là các bảng tham khảo tiêu chí. Với thông tư 22 thì giáo viên đã thay đổi bằng cách là dùng lời nhận xét học sinh và chỉ dùng nhận xét bằng chữ viết khi cần thiết vào học sinh. Thế việc đấy là cho thấy là đã giảm rất nhiều vất vả cho giáo viên. Nhằm giảm áp lực cho giáo viên, thông tư 22 đã có mục chấm điểm ở giữa kỳ. Trong cả năm học sẽ có 4 lần chấm điểm, do đó các thầy cô sẽ giảm được phần sổ sách phải nhận xét. Tuy nhiên, các tiêu chí đánh giá lại bị chia nhỏ ra và để hoàn thành mục tiêu của năm học thì mỗi học sinh phải đạt được 18 tiêu chí. Trong khi một lớp có sĩ số đông như hiện nay ở các trường thì việc đảm bảo các tiêu chí là rất khó. Đa phần là 40 đến 45 thì có hơi đông và việc sĩ số đông như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc nhận xét, theo dõi, rèn luyện cũng như là việc tổ chức các hoạt động cho các con được cẩn thận hơn. Dù nhận được phản hồi tích cực, song cũng có nhiều ý kiến cho rằng áp lực lớn nhất với học sinh là bệnh thành tích trong kiểm tra đánh giá tổ chức đã ăn sâu vào nhà trường, phụ huynh. Vì thế, vấn đề cơ bản là phải chữa được căn bệnh này để những lời nhận xét đánh giá được mang tính thực chất. Hàng ngàn sinh viên đến từ các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt tham gia một hoạt động từ thiện khá đặc biệt. Trong chuỗi hoạt động Tết đến mọi nhà do Văn phòng Lãnh sự Nam Phi tổ chức, các bạn sinh viên đã tham gia dọn dẹp nhà cửa cho những ai có nhu cầu và sử dụng số tiền đó làm quà Tết cho các gia đình khó khăn. Theo đó, khi các bạn sinh viên tham gia trong chuỗi từ thiện sẽ nhận dọn dẹp nhà cửa với chi phí 65.000 đồng một giờ, kể cả nhà riêng, văn phòng công ty đều có thể đăng ký để được dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp đồ đạc vào dịp cuối năm. Số tiền công từ việc dọn vệ sinh này sẽ dùng để gói bánh chưng tặng người nghèo ăn Tết, đồng thời tổ chức thăm nom, chăm sóc các cụ già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Đinh Dậu 2017. Hoạt động nhà sạch đón Tết
đã được lãnh sự Nam Phi tổ chức liên tiếp trong 3 năm và được ủng hộ từ các trường đại học cũng như một số đơn vị doanh nghiệp. Chương trình đã chính thức ra quân tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 9 tháng 1 vừa qua, sẽ kéo dài đến ngày 22 tháng 1 năm 2017. Chương trình đã hỗ trợ hàng trăm trẻ em, gia đình khó khăn, người già neo đơn đón Tết ấm cúng và đủ đầy hơn những năm đã qua. Cận Tết Đinh Dậu năm 2017, Hà Nội xuất hiện một loại chậu bonsai có thể bay lơ lửng và xoay tròn liên tục trên không, với tên gọi là Air Bonsai, khiến cho nhiều người chơi cây cảnh thích thú. Được biết những chậu bonsai bay này có nguồn gốc từ Nhật Bản. Vậy bonsai bay thì rốt cuộc là chậu cây cảnh như thế nào và làm thế nào và chúng có thể bay được? Hãy cùng chúng tôi theo dõi phóng sự ngay sau đây. Ai cũng nghĩ là cây cối thì không thể bay như chim, thế nhưng mà với bonsai bay thì đây lại là một chuyện khác. Air bonsai hay bonsai bay thực chất là một loại cây cảnh lấy cảm hứng từ phong cách bonsai truyền thống nhưng có kích thước nhỏ hơn. Đó là những chậu cây có thể bay lơ lửng và xoay được trên không trung. Có nguồn gốc từ Nhật Bản, bonsai bay đã khiến cho cả thế giới phát sốt vì độ độc đáo của sản phẩm này. Và khi về đến Việt Nam, những cái cây biết bay đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo những người chơi cây, cho đến những nhà đầu tư. Theo anh Nguyễn Trọng Huy, một trong những nhà đầu tư sản xuất Air Bonsai đầu tiên tại Hà Nội, thì độc, lạ cũng là một trong những yếu tố cơ bản. Tuy nhiên, để phù hợp với thị hiếu của người Việt Nam, ngoài thừa hưởng công nghệ từ Nhật Bản, anh Huy cùng với đội ngũ thiết kế của mình cũng phải rất quan tâm đến việc thiết kế các mẫu sản phẩm mang hơi thở truyền thống. Cây bonsai này có thể bay lơ lửng và xoay tròn trên không trung suốt ngày như thế là nó được dựa trên công nghệ điện từ trường, bao gồm chậu cây bên trên có gắn nam châm và phần đế bên dưới có tích hợp phần thiết bị công nghệ điện từ. Ngoài phần thiết bị được sản xuất bởi nhà sáng chế ra, thì phần đế gốm chúng tôi sản xuất tại làng nghề gốm sứ Bát Tràng với những cái họa tiết phù hợp với văn hóa của phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng. Cụ thể là chúng tôi đã đưa họa tiết hoa đào thì rất là phù hợp với thị hiếu của người Việt Nam trong dịp Tết. Một yếu tố cũng hết sức quan trọng với nghệ thuật bonsai, đó chính là phong thủy. Thiết kế mẫu mã mới thì chúng tôi vẫn giữ được cái đặc điểm gương cầu lồi trên bề mặt của thiết bị để giữ lại cái yếu tố phong thủy của người Nhật, người ta đã đưa ra là để xua đuổi tà khí trong nhà. Và cây trong trạng thái quay lơ lửng và xoay tròn thì nó có nghĩa là cân bằng sinh khí ở trong nhà cho gia chủ. Tốc độ bay của cây thì nó phụ thuộc vào cái tác động lực của mình. Khi chúng ta tác động một lực mạnh thì nó sẽ quay rất là nhanh. Chúng ta tác động lực nhẹ thì nó sẽ quay từ từ. Mình thấy rất là thú vị trong những cái giờ làm việc mệt mỏi ấy, khi mà ngắm những cái sản phẩm cây xanh này thì mình thấy rất là thư giãn, mình rất là thích. Một bộ sản phẩm Air Bonsai chưa bao gồm cây có giá khoảng 2,5 triệu đồng. Và với Air Bonsai, người chơi thậm chí có thể tùy ý đặt những cây mình thích hay bất kỳ vật gì, miễn là trọng lượng không quá 500 gram lên bộ đồ bay này để trang trí trong nhà hay bất cứ nơi nào mình thấy phù hợp. Anh Huy cho biết sắp tới sẽ cho ra mắt những sản phẩm lớn hơn và nâng được trọng lượng nặng hơn lên đến 3,5 kg. Bonsai là một thứ chơi cây cảnh nổi tiếng trên toàn thế giới và với mỗi loài cây và một dáng vẻ thì mang một ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên thì một trong những thông điệp chung nhất mà mỗi người chơi bonsai muốn gửi đến mọi người là động viên con người hãy sống mạnh mẽ như những cây bonsai. Và nếu như bạn là một người yêu cây cảnh và yêu nghệ thuật bonsai thì có lẽ là bạn không nên bỏ qua những cây ma thuật này. Hàng năm cứ vào thời điểm gần Tết Nguyên đán thì nhu cầu việc làm, đặc biệt là việc làm mang tính thời vụ lại tăng cao. Tính riêng tại Hà Nội, từ nay cho đến Tết, các doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô sẽ cần khoảng 1.100 lao động để đảm bảo hoàn thành các đơn hàng dịp cuối năm. Đây là thông tin được đưa ra trong phiên giao dịch việc làm
do Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội tổ chức vào sáng nay. Theo đó, trong phiên giao dịch việc làm đầu năm 2017, có 49 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn toàn thành phố đã tham gia với 1.174 chỗ làm việc trống dành cho người lao động. Trong tổng số 49 doanh nghiệp thì các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ chiếm tỷ lệ cao nhất là 57,1%, còn lại thuộc các lĩnh vực đào tạo nghề, y tế, giáo dục, xuất nhập khẩu và công nghệ thông tin. Các chỉ tiêu tuyển dụng tập trung nhiều ở vị trí như bán hàng, chăm sóc khách hàng, thu ngân, dịch vụ nhà khách sạn. Do đó, lao động nữ được tuyển chiếm tỷ lệ cao tới 53,4%. Với chỉ tiêu tuyển dụng đa dạng ở tất cả các ngành nghề, thì phiên giao dịch đầu năm 2017 được đánh giá là mở ra nhiều cơ hội đối với người lao động, đặc biệt là những người lao động thất nghiệp có thể tạm thời tìm được công việc để kiếm thêm thu nhập, đảm bảo cuộc sống trong thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề. Có một công việc ổn định với một mức lương cao ở các thành phố lớn là điều mà nhiều bạn trẻ mơ ước. Tuy nhiên thì cũng có không ít những người sẵn sàng từ bỏ tất cả để trở về quê hương, theo đuổi niềm đam mê riêng. Tại huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cũng có một người trẻ như vậy, dũng cảm từ bỏ mức lương nghìn đô ở công ty nước ngoài để trở về quê hương của mình và đam mê với nghề làm nước mắm sạch theo phương pháp truyền thống. Đây là xưởng nước mắm truyền thống nhỏ mới được gây dựng từ tình yêu nghề mắm của anh Lê Anh. Nó là một loại gỗ rất quý. Từng là kỹ sư xây dựng, anh cũng đã thành công trong công việc khi được trả lương nghìn đô ở một công ty Hàn Quốc. Nhưng tình yêu nghề mắm và sự chăn trở nghề truyền thống của ông cha đã thúc đẩy anh bỏ nghề kỹ sư để về làm mắm. Cái vấn nạn thực phẩm bẩn, trước vấn nạn có rất nhiều cái thực phẩm mà tấn công người tiêu dùng hàng ngày, thì với mong muốn cung cấp một cái sản phẩm sạch cho người tiêu dùng, trước là để tạo ra giá trị cho bản thân, sau là một giá trị đóng góp cho cộng đồng, thì cùng với tình yêu mắm truyền thống, với cái mong muốn như vậy thì tôi có khởi nghiệp làm cái nước mắm truyền thống sạch này. Cái thời điểm mà khi tôi quyết định bỏ nghề kỹ sư để chuyển sang làm nghề mắm thì đấy là một thời khắc rất là khó khăn với tôi, bởi vì hầu như không có ai ủng hộ tôi cả. Nhất là bố mẹ đẻ tôi thì phản đối dữ dội. Có thể nói là thời điểm đấy là thời điểm rất là cô đơn với tôi. Sau khi mà thấy, nghĩ lại, thấy là cái nối gót cái truyền thống cha ông, bây giờ mặc dù là cái công việc ổn định, vợ chồng ổn định như vậy, nhưng mà cháu nó quay sang cái nghề truyền thống thì gia đình quay sang ủng hộ, chỉ một thời gian thôi, phản đối thời gian thôi, sau thì quay sang ủng hộ ngay. Nghề làm mắm vất vả và cũng thật công phu, phải tính toán tỉ mỉ từng khâu, từ chọn lựa nguyên liệu cá cơm, cách đảo nước bối, xử lý độ mặn, kéo rút, sao cho đạt chất lượng cao nhất thì mới có lời. Xưởng làm nước mắm của anh Lê Ngọc Anh được như bây giờ đã phải trải qua rất nhiều thăng trầm. Anh quyết tâm xây dựng thương hiệu nước mắm sạch truyền thống, tỉ mỉ từ các khâu làm, vỏ chai đến cả chi tiết nhỏ như cái nút chai để rót nước mắm. Hiện tại, xưởng đã giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. Những giọt nước mắm như kết tinh từ tình yêu nghề mắm, từ sự lao động miệt mài của những con người lao động. Tôi thấy công việc này tôi cũng rất phù hợp với mọi người công nhân. Vì là thứ nhất là mình biết được là cái sản phẩm này sản phẩm sạch và mọi người tin dùng. Những sản phẩm mang theo tình yêu và tình cảm của những người yêu nghề nơi đây. Và chàng trai bỏ nghề kỹ sư để đi theo tiếng gọi của nghề mắm vẫn ngày ngày miệt mài mang những giọt nước mắm truyền thống sạch đến với từng bữa ăn của những gia đình. Những người lính tham gia trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974, Gạc Ma năm 1988 và thân nhân của những người đã ngã xuống trong hai trận chiến đó, lần đầu tiên đã có cuộc gặp mặt giao lưu tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua chương trình Nhịp cầu Hoàng Sa. Đây là chương trình giao lưu kết nối giữa những người lính năm xưa đã từng chiến đấu bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc trong hai trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 và Gạc Ma năm 1988. Ngoài ra, cuộc gặp mặt này còn có sự tham dự của gia đình một người lính đã chiến đấu hy sinh bảo vệ biên giới phía Bắc là cô giáo Vân Chi và cháu Bảo Nam, vợ và con của liệt sĩ Trần Văn Duẩn.
đại úy của đồn biên phòng A Mú Sung, Bát Sát, Lào Cai. Có một người từng là đồng đội kề vai sát cánh chiến đấu, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có cơ hội để gặp lại. Những người lính Hoàng Sa, Gạc Ma và thân nhân đã được đi thăm những địa điểm nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh như Dinh Độc Lập, Bảo tàng Hồ Chí Minh, giao lưu văn nghệ. Nhịp cầu Hoàng Sa là một chương trình do các nhà báo khởi xướng từ tháng 1 năm 2014 nhằm tri ân gia đình những người lính đã tham gia ngã xuống trên các trận chiến chống quân Trung lược, Trung Quốc xâm lược, đặc biệt là trận hải chiến Hoàng Sa 1974 và Gạc Ma 1988. Đến nay số tiền quyên góp trong chương trình lên đến gần 7 tỷ đồng. Trải qua gần 1.000 năm lịch sử, Văn Miếu Quốc Tử Giám mang đậm nét cổ kính với đặc điểm kiến trúc nhiều thời đại và là một trong những di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu quan trọng bậc nhất của thủ đô và của cả nước. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, thì Văn Miếu Quốc Tử Giám được phủ một màu trắng xám bởi nước vôi mới nhằm làm sạch các cấu kiện khu di tích. Việc làm này đã gây ra nhiều ý kiến tranh cãi gay gắt trong dư luận. Vậy thực hư của câu chuyện làm mới di tích này là như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Từ khu vực cổng Đại Trung Môn, giếng Thiên Quang đến bia tiến sĩ, khu nhà thờ, tất cả đều được phủ một lớp vôi mới màu xám trắng. Từ lâu, Văn Miếu Quốc Tử Giám luôn được biết đến là nơi tôn nghiêm, cổ kính, phủ nét rêu phong với thời gian. Do đó, việc quét vôi lại khu di tích này đã khiến người dân và du khách không khỏi ngạc nhiên và có nhiều luồng dư luận trái chiều. Tôi không thích việc sơn sửa này vì nó mất đi vẻ cổ kính vốn có. Bức tường màu trắng khiến cho không gian không còn được như trước. Cần phải giữ gìn, bảo tồn lại vẻ cổ kính cho tới tận 1.000 năm sau. Mình thấy là đợt đây rồi sơn sửa thì vẫn giữ được cái nét cổ kính của nơi đây. Bởi vì vẫn còn cảm thấy mình rêu phong, rồi vẫn đậm chất. Màu nó không quá là hoàn toàn gọi là sơn sửa quá nhiều nên mình thấy là vẫn đẹp và rất là cổ kính. Tuy nhiên, theo những người chịu trách nhiệm quản lý thì việc tu sửa được tiến hành dựa trên thực tế một số hạng mục bị bong chóc, nấm mốc bao phủ làm cho mỹ quan di tích bị xuống cấp. Di tích cũng không hề bị sơn mới mà được quét vôi ta trộn với than bùn hay còn gọi là vôi vữa truyền thống không sử dụng hóa chất. Sau đó, các chuyên gia bảo tồn sẽ phủ một lớp sơn màu trầm để trả lại vẻ cổ kính cho di tích. Để tôi đính chính lại cái từ sơn sửa. Cái việc mà chúng tôi đã làm ấy là không phải là sơn sửa trùng tu mà là bảo dưỡng vệ sinh một cái hạng mục của di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, bao gồm vệ sinh các cấu kiện gỗ và cái việc quét vôi lại một số cái tường ngăn và hàng rào quanh các hồ. Đây là hoạt động để bảo tồn tu sửa theo định kỳ. Lần tu bổ gần đây nhất là vào năm 2014. Do đó, du khách và những người yêu mến Văn Miếu hoàn toàn có thể yên tâm rằng không hề có chuyện di tích này bị trẻ hóa như nhiều người lo ngại. Một đêm liên hoan kéo dài đến 2 giờ đồng hồ với hàng chục các tiết mục biểu diễn đường phố cùng tham gia so tài vừa được diễn ra ngay trên đường phố đi bộ Nguyễn Huệ ở thành phố Hồ Chí Minh. Chậm hơn một chút so với Hà Nội, đây là liên hoan nghệ thuật đường phố lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố này, đã giúp cho hàng ngàn người dân địa phương Hương Nam có được những phút giây thư giãn vô cùng sôi động và nhộn nhịp. Những bạn trẻ này vẫn tự xưng danh là Crazy Kids và thường tụ tập trên cầu Móng ở thành phố Hồ Chí Minh cùng nhau đàn hát những bản mashup đầy ngẫu hứng. Riêng hôm nay, vẫn là trên đường phố, nhưng nhóm đã có một không gian biểu diễn chuyên nghiệp hơn. Phố đi bộ Nguyễn Huệ nhờ có các bạn, vì thế mà cũng rộn rã hơn hẳn mọi ngày. Mình thấy phố đi bộ hôm nay rất là nhộn nhịp, rất là đông vui và nhóm bọn mình rất là vừa lòng với lại màn trình diễn hai bài hát Ngày Xuân Lâm Phụng Xuân Vầy và bài Bay theo phong cách đặc cao tiết. Phải nói là hôm nay rất là đông và rất là vui và mình muốn mọi người và có thể tìm hiểu hơn và có thể là chấp nhận được cái nghệ thuật, môn nghệ thuật đường phố để chúng mình có thể phát triển lên một cái tầm cao hơn nữa. Bên cạnh ca hát, khán giả trên phố đi bộ còn được thưởng thức những màn võ thuật, ảo thuật, tấu hài đặc sắc. Mà ở đó, các nghệ sĩ không khu biệt trong một nhóm đối tượng nào. Họ có thể ban ngày đi học, đi làm, nhưng đêm đến lại rong ruổi trên các ngả đường của Sài Gòn phố thị.
Nhưng với không gian này, họ đã, đang và sẽ thực sự được sống với những ước mơ. Nơi đó, đường phố chính là một sân khấu lớn. Rất là ý nghĩa với tụi em là lần đầu tiên là tụi em được bước sang một trang mới, được tiếp xúc nhiều với những anh chị khác cũng ở trong nghệ thuật đường phố, học hỏi được nhiều kinh nghiệm, giúp mọi người biết nhiều đến nghệ thuật đường phố, đơn giản chỉ là đam mê chứ không phải là bất cứ thứ gì khác. Được biết vào sáng ngày hôm qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ trao giải liên hoan nghệ thuật đường phố cho các tiết mục tham gia. Đây chắc chắn là động lực để những bạn trẻ này dám sống và làm những điều khác biệt hơn, từ đó sẽ ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn. Tiếp theo chương trình sẽ là chuyên mục điểm báo với những tin tức đáng chú ý được phản ánh trên các trang báo số ra sáng ngày hôm nay. Trên trang 5 báo Nông thôn ngày nay có bài viết thưởng Tết thấp, lao động không về quê. Trong khi một số ít người lao động đang khấp khởi vui mừng khi nghe tin nhận thưởng Tết cả 100 triệu đồng hay vài tháng lương, thì vẫn còn nhiều lao động phải ngậm ngùi, thậm chí không thể về quê ăn Tết vì chỉ nhận mức thưởng Tết 50.000 đồng. Theo đại diện Vụ Lao động Tiền Lương, thì Bộ Lao động của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có doanh nghiệp tại Bến Tre, Tây Ninh, Thái Bình, Hải Dương báo cáo thưởng Tết chỉ là 50.000 đồng cho một lao động. Chị Nguyễn Thị Hạnh, công nhân tại một công ty may ở thành phố Hải Phòng cho biết, làm cả năm vất vả, cuối năm doanh nghiệp chỉ thưởng 100.000 đồng, quá bọt bèo so với công sức mà bọn mình đã cống hiến. Với mức sống như hiện giờ thì tiền đó chỉ đủ để ăn sáng 3 đến 4 hôm mà thôi. Ông Tống Văn Lai, Phó Vụ trưởng Vụ Lao động Tiền Lương cho biết, tính cho đến ngày 9 tháng 1 đã có 63 trên 63 tỉnh thành phố báo cáo về tình hình lương thưởng Tết năm 2017. Và ông cũng cho biết một số doanh nghiệp vì làm ăn không hiệu quả nên đã bị phá sản và dẫn tới việc nợ lương, không thưởng Tết cho lao động. Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng đã kịp thời có công văn chỉ đạo các địa phương chủ động để nắm bắt tình hình, lo Tết cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để không phát sinh việc công nhân đình công, biểu tình do nguyên nhân từ các vấn đề tiền lương, tiền thưởng và dịp cuối năm. Xe dù bến cóc tha hồ hoành hành trong dịp Tết này là bài viết trên trang 2 của báo Lao động. Chiều mùng 10 tháng 1, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa đã cho biết nếu phát hiện xe dù bến cóc, ngoài phạt tiền, tước giấy phép lái xe có thời hạn sẽ xem xét xử lý tước phù hiệu, rút giấy phép kinh doanh vận tải nhằm hạn chế tình trạng mất trật tự an toàn giao thông vào dịp cận Tết. Mặc dù chỉ là bãi trông giữ xe kề cây xăng số 2 đường Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hòa, nhưng tại đây vẫn có hiện tượng trả hàng hóa khách hành khách. Ngoài ra để thuận lợi cho việc kinh doanh, nhiều hãng xe còn biến vị trí đặt làm văn phòng, đại lý bán vé thành bến xe tự phát để đón trả khách trên tuyến cố định ngay trong nội thành thành phố Nha Trang. Ông Nguyễn Lý Minh Quân, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khai thác Bến xe và Dịch vụ Vận tải Khánh Hòa cho biết, tình trạng xe khách bỏ bến chính tìm đến các bến cóc, xe núp bóng, hoạt động, không những gây mất trật tự, an toàn giao thông mà còn khiến bến xe được xây dựng bài bản không phát huy được hết tác dụng. Theo Sở Giao thông Vận tải, hiện địa bàn tỉnh có 14 đơn vị sử dụng xe giường nằm hoạt động vận chuyển hành khách với 238 xe, trong đó Sở quản lý 168 xe, 70 xe do Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành quản lý. Việc đón trả khách từ nhà, văn phòng, phòng vé của các đơn vị phải được thực hiện bằng xe trung chuyển. Sở đã yêu cầu các đơn vị đưa xe vào bến theo quy định để hoạt động và tổ chức đưa đón khách từ nhà hoặc phòng vé đến bến xe. Từ ngày 1 tháng 10 đến nay, lực lượng chức năng đã lập 226 biên bản vi phạm, xử phạt số tiền 256 triệu đồng, tước phù hiệu của 16 xe khách. Ông Định còn cho rằng các hành vi vi phạm của lái xe chủ yếu là đỗ đậu nhận khách và dừng đón xe sai quy định. Thưa quý vị, vào dịp Tết thì người dân hay có thú vui là uống rượu bia đánh bài. Và từ chỗ vui là chính, bia rượu đánh bài quá đà đã dẫn đến nhiều hệ lụy đáng tiếc và thậm chí là vi phạm pháp luật. Trên trang 18, báo Tuổi Trẻ số ra sáng ngày hôm nay có bài viết Ngày Tết né bia rượu bài bạc. Việc sử dụng rượu bia trong các ngày Tết được xem như là một thói quen của nhiều người Việt Nam. Dịp lễ Tết lại càng xả láng và khó từ chối khi họ hàng, bạn bè mời. Hành vi dễ mắc phải khi say rượu là gây rối trật tự công cộng. Khi đó thì người vi phạm với mức độ nhẹ có thể bị phạt vi phạm hành chính, nặng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng. Ngày Tết người dân cũng thường rủ nhau chơi đánh bài tổ tôm, ai thua thì khao ăn uống hoặc là chung tiền. Theo các chuyên gia pháp lý, đánh bạc được hiểu là dùng các hình thức khác nhau nhằm ăn thua tiền hoặc hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cho phép nhưng thực hiện không đúng quy định trong giấy phép được cấp. Hành vi này có thể bị xử phạt tội đánh bạc. Với việc đánh bạc ăn thua bằng các chầu ăn uống với giá trị dưới 1 triệu đồng thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự,
nhưng có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên thì có thể bị truy cứu với mức phạt từ 5 đến 50 triệu đồng hoặc là bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt từ 3 tháng đến 3 năm. Cần lưu ý là tiền hoặc hiện vật làm căn cứ truy cứu là tiền hoặc hiện vật nằm trên chiếu bạc hoặc thu giữ được trong người của các con bạc hoặc nơi khác mà có căn cứ xác định là đã được dùng để đánh bạc. Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam lần 1 về chợ kinh doanh thực phẩm. Trong đó có yêu cầu không bày bán gia súc và gia cầm sống chưa chết giết mổ tại chợ, không giết mổ gia súc gia cầm tại chợ. Đây là bài viết được đăng tải trên trang 5 và trang 6 của báo Thanh Niên. Theo tác giả Hồng Sương Mai Phương, theo dự thảo tiêu chuẩn trên được áp dụng cho chợ nằm trong quy hoạch, trừ chợ nổi trên sông và các tổ chức cá nhân có liên quan. Dự thảo cũng giải thích chợ kinh doanh thực phẩm là chợ mang tính truyền thống được tổ chức tại một địa điểm theo quy hoạch, trong đó cơ sở kinh doanh thực phẩm chiếm 50% tổng số cơ sở kinh doanh cố định tại chợ trở lên. Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chí đánh giá về chợ kinh doanh thực phẩm để đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm tại chợ. Bên cạnh đó, những lò mổ công nghiệp hiện đang gánh quá nhiều chi phí như là phí sát sinh, phí giết mổ, phí khấu hao, thuế VAT, nên chi phí giết mổ hiện nay cao đến hơn 20% so với giết mổ ngoài chợ, khiến cho gà vịt từ lò mổ đắt đỏ hơn gà vịt ở chợ. Theo ông Vũ Vinh Phú, nguyên phó giám đốc Sở Thương mại Hà Nội, chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội cho biết thì đây là quy định được sới lại bởi 10 năm trước quy định cấm giết mổ gia cầm trong chợ nội thành Hà Nội từng được đưa ra và đã thất bại. Ông đánh giá đây là một ý tưởng hay nhằm đưa chợ truyền thống vào khuôn khổ, đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm hơn. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng là quy định cấm giết mổ, cấm bày bán gia cầm sống tại chợ, nếu mà áp dụng ngay sẽ làm thay đổi và ảnh hưởng lớn đến thói quen ăn uống hàng ngày của người tiêu dùng hiện nay. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Ngãi thì xu hướng là đúng, nhưng ở Việt Nam hiện nay là chưa phù hợp để thực hiện nên cũng khó khả thi. Chúng ta cần phải có sự chuẩn bị, chẳng hạn phát triển hệ thống kinh doanh hiện đại, sẵn sàng có đủ các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người dân. Đồng thời thì bản thân, người tiêu dùng và thị trường sẽ dần dần phải thay đổi thói quen, nên tiêu thụ gà vịt sống cũng sẽ hạn chế hơn rất nhiều. Ở phần tiếp theo của chương trình, 10 ngày sau khi được triển khai ở Hà Nội, buýt nhanh BRT liệu chỉ là một thử nghiệm sớm nở tối tàn hay thực sự là lời giải cho giao thông công cộng ở các đô thị lớn? Gặp gỡ robot được xem là xinh đẹp nhất từ trước đến nay vừa được các nhà khoa học Trung Quốc chế tạo. Độc đáo cuộc tranh tài bơi lội trên tuyết ở Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục câu chuyện buổi sáng. Sau nhiều năm trễ hẹn thì dự án xe buýt nhanh BRT của Hà Nội đã được đưa vào vận hành đúng vào thời điểm giao thời của năm cũ và năm mới 2017. Trên cung đường bến xe Yên Nghĩa đến Kim Mã, người ta cũng bắt đầu làm quen với những chiếc xe màu xanh hiện đại. Việc đánh giá tuyến xe buýt nhanh này là thành công hay thất bại thì vẫn còn cần thêm thời gian thì mới có thể kết luận. Song Hà Nội có vẻ như đang rất quyết tâm khi tuyên bố sẽ có thêm khoảng 7 tuyến xe buýt nhanh như vậy trong thời gian tới. Thưa quý vị, ai cũng biết là các đô thị văn minh hiện đại trên thế giới thì đều phải dựa trên nền tảng giao thông công cộng để giải quyết vấn đề ùn tắc. Nhưng tại Việt Nam của chúng ta thì việc phát triển phương tiện công cộng lại đang gặp phải rất nhiều vấn đề và rất khó để giải quyết. Do đó, tuyến buýt nhanh đầu tiên BRT chỉ đơn giản là một phép thử hay thực sự là lời giải cho bài toán giao thông công cộng mà Hà Nội lâu nay loay hoay tìm kiếm. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện buổi sáng của ngày hôm nay. Đáng lẽ ra, dự án xe buýt nhanh BRT phải được cả xã hội chào đón và cổ vũ trong bối cảnh nạn tắc đường trong đô thị đã vượt quá sức chịu đựng của người dân và cơ quan quản lý. Nhưng không phải vậy. Suốt nhiều tuần qua, trên các diễn đàn, báo chí và mạng xã hội luôn không ngớt những tranh luận kịch liệt liên quan đến BRT. Với cái thực tế giao thông của mình ấy, thì phát triển cái này cũng đang chắc chắn là sẽ khó khăn. Các bạn nhìn thấy ở bên ngoài đấy, xe ô tô rồi xe máy, người ta cũng rất là khó để mà có thể nhiều người ta cũng muốn đi. Thế nhưng mà do cái cung đường nó không phù hợp nên là người ta cũng bắt buộc vẫn cứ phải sử dụng cái phương tiện cá nhân. 8 ngày nay thì thấy theo dõi là thấy bước đầu là có hiệu quả. Hai là cần phải duy trì như những thời kỳ đang thí điểm hiện nay. Những vụ va chạm trên cung đường của xe buýt nhanh đã xuất hiện.
Đó là những vụ va chạm không khó để giải thích khi mà xe buýt nhanh chạy với tốc độ cao trên đường phố đông đúc người. Những quan ngại về tính an toàn của xe buýt nhanh là có thật. Rất nhiều cái tuyến BRT trên thế giới họ đã lập một cái hàng rào chắn bằng giải phân cách cứng hoặc là các cái rào chắn để cho phân làn cái tuyến BRT. Thế sao làm cái giải phân cách mềm? Đã ưu tiên cho họ là ưu tiên tuyệt đối. Và tất cả những phương tiện, không kể là xe máy, không kể là ô tô biển xanh, biển trắng, taxi đã đi vào đấy là cứ đúng luật cho tôi, mỗi lần cán vạch là 800.000, một tuần sau khác ngay. Trong những ngày đầu, lực lượng chức năng chỉ nhắc nhở, dự kiến sau Tết Nguyên đán, cảnh sát giao thông sẽ chính thức xử phạt những trường hợp vi phạm lấn làn của xe buýt nhanh. Mặc dù xe buýt nhanh đã xây dựng được làn riêng và sử dụng xe sàn cao tách biệt với xe buýt thường, nhưng do việc tổ chức giao thông, chúng ta chưa phân làn riêng hoàn toàn, vẫn có phương tiện đi vào và dừng ở ngã tư. Nên giờ nếu như muốn đánh giá hiệu quả thực sự của xe buýt nhanh, thì chúng ta phải dành ưu tiên tuyệt đối cho nó. Và sau đó chúng ta sẽ bàn là nên áp dụng xe buýt nhanh truyền thống hay là cải tiến. Đã là BRT thì phải nhanh, đúng giờ và đảm bảo an toàn. Đó là những yếu tố tiên quyết đánh giá sự thành công hay không của dự án này. Từ đó mới có thể tính đến việc mở rộng, phát triển mạng lưới xe buýt nhanh BRT ra toàn thành phố. Tuy nhiên, chưa cần biết đến hiệu quả của tuyến BRT đầu tiên ra sao, Hà Nội đã xem xét mở thêm tuyến xe buýt nhanh số 2, lộ trình Kim Mã - Hòa Lạc. Và tương lai là 5 tuyến xe buýt nhanh như vậy nữa. Hàng nghìn tỷ đồng có thể sắp được chi mà không ai chắc có giúp được cho thủ đô hết ùn tắc. Vâng, tất nhiên hiện tại thì một tuyến xe buýt nhanh không thể là liều thuốc tiên trị để có thể trị dứt được ngay căn bệnh tắc đường vốn là bệnh mãn tính. Quan trọng nhất là việc ra đời của buýt nhanh BRT chính như là một sự nhắc nhở cho người dân biết chúng ta đang có thêm một sự lựa chọn, làm nền tảng cho sự thay đổi dần thói quen đi lại công cộng của người dân trong nội đô. Thưa quý vị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã từng bày tỏ, Hà Nội đang nhìn thấy thảm họa giao thông. Còn Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng phải thừa nhận, trong các bức xúc của người dân thì ùn tắc giao thông là số 1. Chính vì thế, trong nhiều năm nay thì các đô thị lớn ở Việt Nam đã bắt đầu ý thức được cần phải giải quyết vấn nạn ùn tắc bằng phương tiện giao thông công cộng và đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho xe buýt, tàu điện trên cao. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của các chuyên gia, nếu không giãn dân, hạn chế phương tiện cá nhân, thì có đầu tư bao nhiêu tuyến BRT hay tàu điện ngầm, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn sẽ phải đối mặt với thảm họa giao thông trong tương lai. Nông thôn bây giờ thì nói chung là đâu đâu người ta cũng dùng xe máy. Chứ còn về nông thôn mà nói cái xe đạp thì rất là hiếm. Những cái vùng nông thôn quê tôi là cái vùng của khu 4 ấy. Nói chung nghèo như thế nhưng mà bây giờ cũng ra chợ không ai là đi cái xe đạp cả. Dùng phương tiện xe máy là mình di chuyển mà qua mọi cái sinh hoạt đều bằng phương tiện xe máy cả. Những lời nói của ông Toàn cũng chính là những suy nghĩ của hơn 80% người dân đi xe máy ở thủ đô Hà Nội. Hãy nhìn vào bảng số liệu sau đây, chúng ta có thể thấy được mức độ tăng chóng mặt về số lượng xe máy ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong 5 năm trở lại đây. Vừa đổi mới chúng ta đi đúng hướng luôn thì bây giờ chúng ta đã không có cái tình trạng ngày nay. Thì chúng ta đã bỏ lỡ cái cơ hội đó, chúng ta để cho xe máy của Trung Quốc tràn vào với giá rẻ và xe máy trở thành một cái phương tiện bình dân thay thế cho xe đạp. Cho nên bây giờ ra đường, đặc biệt là vào giờ cao điểm, chúng ta chỉ có thể nhìn nhau đầy ái ngại. Ngày hôm nay chúng ta bắt buộc phải có những cái sự hy sinh nhất định để tạo ra cái sự chuyển dịch. Và cái sự hy sinh đó là của ai? Cái sự hy sinh đó là cho những người sử dụng phương tiện giao thông cá nhân. Để người dân dịch chuyển từ xe cá nhân sang lựa chọn phương tiện công cộng, theo các chuyên gia, các nhà hoạch định cần kết nối được với tuyến đường sắt trên cao, với hệ thống xe buýt và các loại hình di chuyển thân thiện khác. Đầu tiên là phát triển mạng xe buýt là cái định hướng chiến lược, chắc chắn là phải làm rồi. Mạng xe metro đó, muốn nó hiệu quả thì nó cần phải đi đôi với phát triển quy hoạch đô thị, liên kết với mạng xe buýt. Cho đến thời điểm này thì tôi vẫn chưa nhìn thấy cái sự đầu tư cơ sở hạ tầng cho
giao thông phi cơ giới, đặc biệt là chỉnh trang lại hệ thống vỉa hè, cây xanh bóng mát, rồi mái che mưa, che nắng cho những người đi bộ. Và có thể Hà Nội vẫn chưa nghĩ đến cái việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho người sử dụng xe đạp. Ở Hà Nội, mặc dù trong quy hoạch chúng ta có định hướng phát triển các khu đô thị vệ tinh như Xuân Mai, Sơn Tây hay Phú Xuyên, sau 20 năm phát triển, mặc dù đã có đại lộ Thăng Long hay các đường cao tốc, nhưng những khu vệ tinh, ví dụ như khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc, vẫn chưa nhìn thấy sức sống của đô thị. Không thể chữa trong vòng 1 ngày 2 ngày được, phải chữa trong một thời gian. Một cái liệu pháp nào đấy để làm. Tức là chúng ta bảo là thấy đông xe vào cấm xe, không phải là giải pháp. Nếu như chúng ta cứ loay hoay giải quyết bài toán ở trong khu vực nội đô này và không chú trọng đến cái giao thông liên kết giữa hai đầu cực này với các cái tỉnh xung quanh, thì chúng ta mãi mãi sẽ, người dân vẫn tiếp tục sẽ đổ dồn về khu vực trung tâm này, và Hà Nội hay Hồ Chí Minh sẽ trở thành một cái siêu đô thị đầu to. Đây là đường Lê Văn Lương ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chỉ dài một cây số, nhưng con đường này đang ngộp thở vì phải cõng tới 33 tòa nhà chọc trời. Đường Tố Hữu ở gần đó còn nhiều hơn với 40 dự án. Về lâu dài, nếu không có những chiến lược giãn dân phù hợp, thì dù có phát triển các tuyến xe buýt nhanh BRT hay đường sắt đô thị, cũng khó có thể cứu vãn được giao thông trong nội đô. Tôi ở khu vực phải này, ngay cái đường Bạch Đằng này, chứ không có tuyến xe buýt nào. Thì tôi phải muốn đi đây đi đó, tôi phải ra ngoài Việt Nam 08 cơ. Mà bên xe buýt đó thì nhiều khi lại không đúng cái hướng mình đi. Thì không biết đi kiểu gì. Không biết đi kiểu gì. Đó cũng chính là vấn đề lớn của giao thông công cộng ở Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, khiến cho những người dân chưa thể mặn mà với loại hình phương tiện này. Ở phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin và sự kiện dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 11 tháng 1. Sau gần nửa tháng trưng bày, ngày hôm nay sẽ kết thúc việc lấy ý kiến người dân về sân bay Long Thành. Trước đó, tại Bảo tàng Đồng Nai, Cảng Hàng không Việt Nam đã thực hiện trưng bày 9 phương án kiến trúc nhà ga sân bay Long Thành để người dân xem xét, đóng góp ý kiến. Việc trưng bày lấy ý kiến nhằm tham khảo thông tin đánh giá từ nhiều phía về dự án để chủ đầu tư xem xét, lựa chọn kiến trúc phù hợp, báo cáo nghiên cứu khả thi. Nằm trong khuôn khổ Ngày hội mùa xuân biển đảo lần thứ 6, vào tối ngày hôm nay sẽ diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật với nhiều tiết mục ca nhạc đặc sắc về biển đảo do các ca sĩ hàng đầu Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn. Đây là lần đầu tiên chương trình Ngày hội mùa xuân biển đảo đến với thành phố biển Cam Ranh. Ngày hội là dịp để kết nối đất liền với đảo xa, truyền tải những tình cảm của văn nghệ sĩ và người dân Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Khánh Hòa, sẻ chia hương xuân đến các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Nối tiếp thành công của lần đầu tổ chức vào tháng 1 năm 2016, ngày hôm nay dàn nhạc giao hưởng Việt Nam sẽ mang đến khán thính giả những giai điệu tuyệt vời, tươi vui của mùa xuân trong chuỗi hòa nhạc mang tên Happy Days Concert diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đặc biệt chương trình năm nay sẽ hấp dẫn hơn với sự góp mặt của nghệ sĩ ưu tú nổi tiếng Bùi Công Duy. Sáng ngày hôm nay, hàng trăm phần quà sẽ được trao tặng cho các em trường tiểu học và trung học cơ sở xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Sự kiện nằm trong chương trình Áo ấm mùa đông, trao hơi ấm và không khí xuân tới các em nhỏ vùng cao, nhất là khi dịp Tết Nguyên đán đang đến rất gần. Tiếp theo là những tin tức quốc tế. Không chỉ cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, cuộc nội chiến kéo dài suốt nhiều năm qua ở Syria đã đẩy cuộc sống của hàng triệu người khác vào cảnh khốn cùng, thiếu lương thực, nước uống, nước sinh hoạt là một trong rất nhiều vấn đề mà người dân Syria đang phải chịu đựng do hệ lụy của chiến tranh. Tại Damas và các vùng lân cận, hàng triệu người dân Syria đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước trầm trọng. Bởi các cuộc giao tranh quyết liệt giữa quân chính phủ và phe nổi dậy đã cắt đứt nguồn cung cấp nước chính từ Badi Barada. Theo đó, nhiều người dân Syria đã phải chấp nhận cái lạnh buốt giá của mùa đông để lặn lội tới những khu vực khác tìm kiếm nguồn nước. Tình hình ngày một tệ hơn, chúng tôi đã sống trong cảnh thiếu nước hơn 20 ngày rồi. Tình trạng thiếu nước lại góp phần làm leo thang tình hình căng thẳng ở khu vực này. Mọi thứ đều trở nên quá khó khăn với chúng tôi.
Nhiều người lo ngại rằng tình trạng thiếu nước kéo dài này có thể làm tăng nguy cơ bùng phát và lây lan nhiều loại dịch bệnh truyền nhiễm. Nhiều ngày trôi qua, chúng tôi không có nước để tắm giặt. Thậm chí đến nước uống cũng là một vấn đề khó khăn. 10 ngày chúng tôi mới có thể tắm một lần. Do đó con gái tôi hiện đã nổi nốt khắp người rồi. Các công ty cấp nước ở Damas đang nỗ lực tìm mọi biện pháp để có thể tìm thấy những nguồn nước mới đáp ứng nhu cầu cho người dân. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, phần lớn những giải pháp được đưa ra vẫn chưa thể giải quyết được tình trạng khan hiếm nước ở khu vực này. Ung thư là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu hiện nay, do phần lớn người bệnh đều được chẩn đoán và điều trị quá muộn. Theo đó, để có thể giúp làm giảm tỷ lệ tử vong do ung thư đang ngày một tăng cao hiện nay, một nhóm nghiên cứu ở Hàn Quốc đã vừa phát triển một phương pháp chẩn đoán ung thư sớm nhờ vào xét nghiệm máu. Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Ung thư Quốc gia Hàn Quốc cho biết, nhờ vào việc xét nghiệm máu, họ đã có thể phát hiện những tế bào ung thư của các bệnh nhân ung thư vú ở giai đoạn đầu. Chúng tôi đã phát triển một loại dây nano từ tính, từ chất liệu polymer để có thể phát hiện ra các loại protein chỉ xuất hiện trong các tế bào ung thư tuần hoàn. Theo đó, khi đặt loại dây này vào mẫu máu, chúng tôi có thể phát hiện máu đó có tế bào ung thư hay không. Tế bào ung thư tuần hoàn được xem là một loại dấu hiệu sinh học của một số loại bệnh như ung thư ruột, vú và tuyến tiền liệt. Hiện nhóm nghiên cứu cũng đang tiến hành thử nghiệm phương pháp mới này đối với các bệnh nhân ung thư phổi và buồng trứng. Nếu thành công, phương pháp phát hiện ung thư sớm nhờ xét nghiệm máu sẽ thật sự là một bước ngoặt đối với nền y học. The Radio City Rockettes là một nhóm nhảy nữ nổi tiếng ở Mỹ. Trở thành thành viên của nhóm nhảy này là một niềm mơ ước của rất nhiều trẻ em gái. Tận dụng lợi thế này, nhóm nhảy của Mỹ đã quyết định tổ chức một lớp dạy nhảy miễn phí dành cho các bé gái không may mắn mắc bệnh ung thư. Nếu như trước đây, các bệnh nhi ung thư ở Mỹ chỉ có thể nhìn thấy những cô gái của nhóm nhảy nữ The Radio City Rockettes trên TV và trên mạng, thì giờ đây, các em lại có thể được trực tiếp học nhảy cùng các vũ công chuyên nghiệp này. Không chỉ giúp thỏa mãn lòng đam mê học nhảy cho các em, lớp học còn được xem như một món quà tinh thần giúp các em mạnh mẽ hơn để chống chọi với căn bệnh ung thư. Với tôi, nhảy múa chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống, bởi không chỉ là đam mê, nhảy múa còn chính là nguồn động lực giúp tôi chiến thắng căn bệnh ung thư vú. Do đó, tôi mong muốn mang lại một điều gì đó tốt đẹp hơn cho các bệnh nhi ung thư. Với mong muốn đó, Elisa cùng những người bạn của cô đã quyết định mở lớp học nhảy cho các bệnh nhi ung thư. Lớp học hiện cũng trở thành điểm đến thu hút rất nhiều bệnh nhi ung thư, bởi nơi đây giúp các em quên đi những ngày tháng điều trị bệnh đầy khó khăn. Thưa quý vị, với người khiếm thị thì một trong những khó khăn lớn nhất là di chuyển trên đường phố đông đúc. Họ cần được dẫn đường để có thể đảm bảo an toàn cho bản thân. Trong bối cảnh như vậy, chó dẫn đường được xem là giải pháp hữu hiệu. Tuy nhiên, tại Hàn Quốc, sử dụng chó dẫn đường cho người khiếm thị vẫn còn vấp phải nhiều rào cản. Một buổi sáng như thường lệ của Lee Junhee, cô đang chuẩn bị đi làm. Đồng hành với Junhee là chú chó dẫn đường nhỏ nhắn này. Cả hai mất khoảng 1 tiếng rưỡi để đi quãng đường 20 km qua 2 trạm xe buýt, 2 trạm tàu điện ngầm và cuối cùng thêm 10 phút đi bộ nữa. Điều mà cô gái này lo lắng nhất là về thời tiết, chứ không phải là khả năng dẫn đường của chú chó Hunmin. Khi trời mưa, Hunmin bị ướt, dù đã được tôi che ô. Di chuyển với ô khiến tôi gặp nhiều khó khăn trong việc tránh người đi đường. Junhee là một trong số 60 người Hàn Quốc hiện đang sử dụng chó dẫn đường. Mặc dù theo thời gian, phương pháp này đã nhận được sự hưởng ứng của dư luận xứ Kim Chi, song vẫn còn rất nhiều rào cản cần phải vượt qua. Chẳng hạn như rất ít các nhà hàng, chủ xe taxi ở Hàn Quốc chấp nhận khách hàng đi cùng động vật. Đó là còn chưa kể đến việc chó dẫn đường có thể sẽ bị phân tâm bởi khách đi đường. Có 4 điều bạn không nên làm khi gặp chó dẫn đường. Đầu tiên là gọi, sờ, cho ăn hoặc chụp ảnh chúng. Nếu làm thế, chúng có thể đi chệch đường, gây nguy hiểm cho chủ nhân. Dù vậy, đến nay, chó dẫn đường vẫn là giải pháp hữu hiệu nhất, hỗ trợ người khiếm thị di chuyển, mang lại cuộc sống bình thường như những người khác. Robot giống như người thật luôn là ước mơ và mục tiêu phấn đấu của các nhà khoa học thời nay. Mới đây, một nhóm kỹ sư người Trung Quốc đã dần dần thực hiện hóa giấc mơ này khi cho ra đời một robot dưới hình hài thiếu nữ xinh đẹp và đang từng bước nâng cao trí thông minh nhân tạo của nó. Cụ thể, một nhóm kỹ sư ở Đại học Khoa học Công nghệ Trung Quốc đã giới thiệu Jia Jia, một robot giống người đầu tiên của nước này.
robot Gia Gia có thể tham gia trò chuyện đơn giản và thể hiện những biểu cảm đặc biệt trên gương mặt khi được hỏi. Với mái tóc đen dài và khoác lên mình bộ váy truyền thống của Trung Quốc, Gia Gia có vẻ ngoài hệt như con người. Ngoài ra, nó có thể trả lời chính xác câu hỏi về thời tiết trong ngày, thực hiện những đoạn hội thoại đơn giản, cũng như nhận biết giới tính của người đối diện và đưa ra những lời khen ngợi phù hợp. Tuy mới quen biết, nhưng tôi có thể nhận thấy bạn là một người đàn ông đẹp trai. Những nhà phát minh dự báo trong vòng một thập kỷ, những robot với trí thông minh nhân tạo như Gia Gia sẽ bắt đầu đảm nhiệm một loạt công việc trong các nhà hàng, viện dưỡng lão, bệnh viện ở Trung Quốc. Một cuộc sống cô đơn không có ai bên cạnh để bầu bạn thật sự là một nỗi ám ảnh lớn đối với rất nhiều người già Mỹ. Và thậm chí dù đang sống ở những viện dưỡng lão, nhưng nhiều người già vẫn không thể tìm thấy được niềm vui cho cuộc sống cuối đời của họ. Theo đó, một viện dưỡng lão ở New York hiện đang thử nghiệm việc dùng thú cưng robot nhằm mang tới niềm vui cho những người già. Liệu pháp sử dụng thú cưng giúp điều trị những bệnh tâm lý cho người già từ lâu đã được đánh giá là mang lại những hiệu quả tích cực. Nhưng đây là lần đầu tiên New York thử nghiệm thú cưng robot để bầu bạn cùng người già. Những chú mèo robot đã giúp nhiều người già cảm thấy vui vẻ hơn khi ngày ngày có thể vuốt ve và nói chuyện với chúng giống như những thú cưng thực sự. Dù đây không phải là thú cưng thật, nhưng đó không phải là vấn đề, bởi quan trọng hơn là những người già ở đây có thể tìm thấy niềm vui cho chính họ khi chăm sóc con thú cưng của riêng mình. Với giá bán lẻ chỉ vào khoảng 99 đô la Mỹ cho mỗi con mèo robot, đây cũng được xem là một hướng đi mới và hiệu quả trong việc điều trị các bệnh như Alzheimer và mất trí cho người già. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đời một con người có những thời điểm vô cùng quan trọng, đánh dấu mọi sự kiện trong cuộc đời của mình như là lúc ra đời, lúc kết hôn, lập gia đình hay là có con. Và tất cả những sự kiện đó đều được coi là vô cùng quan trọng, đánh dấu một thời điểm trưởng thành của một con người. Thưa quý vị, để đánh giá một con người và xem họ đã trưởng thành chưa thật là mơ hồ. Tuy nhiên thì trong văn hóa Nhật Bản, khi một thanh niên tròn 20 tuổi cũng là lúc mà họ được xem là đã trưởng thành về cả thể chất lẫn tinh thần. Vào thời điểm trưởng thành thì người Nhật thường tổ chức một buổi lễ gọi là Seijin no Hi, lễ trưởng thành, để công nhận sự trưởng thành của một con người. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nghi lễ này qua phóng sự ngay sau đây. Lễ trưởng thành hay còn được gọi là ngày lễ mừng 20 tuổi, trong tiếng Nhật được gọi là Seijin no Hi. Đây không chỉ là một dấu mốc quan trọng đối với mỗi công dân Nhật Bản, mà còn được coi là một trong những ngày quốc lễ truyền thống lớn nhất ở xứ sở Hoa Anh Đào. Hôm nay tôi thực hiện bước đi đầu tiên vào thế giới của người trưởng thành. Tôi muốn khám phá các thử thách và hướng đến chân trời mới. Theo những gì sử sách ghi lại, lễ trưởng thành có lịch sử từ năm 714 sau Công Nguyên, khi một hoàng tử trẻ thay quần áo mới và cắt tóc để tạm biệt tuổi thiếu niên. Buổi lễ này sẽ được tổ chức vào ngày thứ hai trong tuần thứ hai của tháng 1 hàng năm với mục đích chúc mừng, cổ vũ những người vừa bước sang tuổi 20, đồng thời giúp họ nhận thức được họ đã là những người trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn. Tôi vẫn còn là sinh viên, nhưng với nghi lễ này, tôi hy vọng mình sẽ sớm gia nhập lực lượng lao động, cống hiến cho đất nước. Nghi thức trưởng thành thường được tổ chức tại các cơ quan chính quyền, các ngôi chùa, ngôi đền địa phương và còn kèm theo những bữa tiệc mừng với bạn bè và gia đình. Khi nhắc tới bơi lội thì chắc hẳn mọi người trong số chúng ta đều nghĩ ngay đến những địa điểm như là bể bơi, hồ nước, sông hay biển. Tuy nhiên thì một nhóm vận động viên bơi lội của Georgia của Mỹ sẽ khiến cho nhiều người phải thay đổi cách suy nghĩ này. Bởi thay vì bơi dưới nước như bình thường thì họ lại vừa tổ chức một cuộc tranh tài bơi lội độc đáo trên tuyết trắng. Các vận động viên thuộc đội tuyển bơi lội của Học viện Công nghệ Georgia đã quyết định sử dụng tuyết để luyện tập kỹ năng bơi cho các kỳ thi đấu của họ. Theo đoạn video được đội tuyển này ghi lại, họ thực hiện các kỹ năng bơi sấp, ngửa và lặn trên lớp tuyết dày trong khi chỉ mặc bộ đồ lặn mỏng manh. Những vận động viên này đã khiến nhiều người thích thú và ngạc nhiên khi vẫn có thể thực hiện những động tác bơi điêu luyện dù đang nằm trên tuyết. Được biết, giải thi đấu bơi lội mà đội tuyển này định tham gia đã bị hoãn lại vì lý do thời tiết. Theo đó, nhóm vận động viên đã quyết định tự tổ chức một cuộc tranh tài đặc biệt thay thế. Đồng thời, đây cũng được xem là cơ hội đối với các vận động viên để thử thách sức chịu đựng của bản thân. Và thông tin thú vị vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuộc sống 24 giờ sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn sự chú ý quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.